BZH-2000 trọng pháo 100 tỷ của Đức để diệt quân Nga xâm lược. Theo hãng tin Reuters, sau khi Slovakia cho biết họ sẵn sàng giao pháo tự hành Yunana-2 cho Ukraine, thì mới đây có thông tin cho biết Kiev có thể nhận thêm số lượng lớn hoàng đế pháo binh BZH-2000 từ Đức. Tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất của Đức, Kraumatfeh-Weizmann, cho biết họ có ý định cung cấp cho Ukraine 100 tổ hợp hoàng đế pháo binh BZH-2000 cực mạnh. Do Kraumatfeh-Weizmann hiện không có sẵn vũ khí để chuyển cho Ukraine, họ đề xuất Bộ Quốc phòng Đức gửi 100 tổ hợp BZH-2000 trong biên chế và Berlin sẽ nhận được loạt vũ khí mới vào nửa sau năm 2024. Bộ Quốc phòng Đức chưa đưa ra bình luận chính thức về đề xuất trên, nhưng trước đó Berlin tuyên bố họ sẽ cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Mặc dù vậy, thông tin sẽ không công khai vì lý do bảo mật. Nếu thỏa thuận được triển khai cùng với Yunana-2 từ Slovakia, AS-90 do Anh viện trợ, thì PZ-2000 sẽ là loại pháo tự hành 155 ly theo chuẩn NATO thứ 3 xuất hiện trong thành phần tác chiến của quân đội Ukraine. Ukraine sẽ như hổ mọc thêm cánh với các khẩu pháo hạng nặng từ Đức này, dự là quân xâm lược Nga sắp phải đền tội. Một mình Nga không thể chống lại ý chí kiên cường của Kiev và sự hỗ trợ vũ khí mạnh mẽ của hơn 30 quốc gia tiến bộ trên thế giới. Cả thế giới tự do đang đồng lòng chống lại quân Nga xâm lược. Kẻ xâm lược khát máu sẽ thất bại là tất yếu. Chính nghĩa luôn đứng về phía Ukraine. Ngoài bản thân những khẩu pháo, dự kiến là sẽ có một lượng lớn đạn dược đi kèm. Bởi pháo binh Ukraine theo hệ Liên Xô sử dụng đạn pháo cỡ 152 ly, chứ không phải 155 ly chuẩn NATO. Pháo tự hành PZH-2000 là viết tắt của từ Panzerhaubitze 2000, tức là lựu pháo bọc thép 2000, được sản xuất từ năm 1996 và chính thức trang bị cho quân đội Đức từ năm 1998. PZH-2000 sử dụng khung gầm xe tăng Leopard 2. Trên đó lắp một tháp pháo xoay với pháo chính 155 ly hệ L-52, tức là chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính nòng. Tổng trọng lượng của hệ thống là 55 tấn. Chiều dài xe pháo tự hành là 11,7m, chiều rộng 3,6m, chiều cao 3,1m, kíp chiến đấu 5 người, bao gồm chỉ huy, lái xe, xạ thủ và 2 người nạp đạn. Được biết, giá mỗi xe pháo tự hành này là 9 triệu Deutschmark tiền Đức, tức là hơn 111 tỷ Việt Nam đồng, thời giá năm 1996. Hệ thống pháo tự hành bánh xích BZH-2000 mang theo 60 viên đạn pháo, tầm bắn tối đa đạt 37 km đối với đạn pháo thông thường, 47 km đối với đạn pháo tăng tầm, lắp tầng đẩy phụ trợ và lên tới 67 km đối với đạn pháo tên lửa. Tốc độ bắn của BZH-2000 rất cao, thực tế đạt tốc độ là 3 viên trên 8,4 giây, 12 viên trên 59,74 giây, hoặc là 20 viên trên 1 phút 47 giây. Pháo chính có góc nâng hạ trong khoảng từ âm 2,5 độ tới 65 độ. Điểm đặc sắc của PZH-2000 là khẩu pháo được điều khiển bởi hệ thống kiểm soát hỏa lực kỹ thuật số với chế độ MRSI, có khả năng công kích mục tiêu bằng nhiều phát đạn cùng lúc khi đạn được bắn với liều phóng và góc ngẩn của nòng khác nhau. Để thực hiện phương pháp này, thì BZH-2000 sẽ bắn 5 phát đạn ở các góc khác nhau, từ cao tới thấp, đồng nghĩa với việc tất cả các viên đạn sẽ tới mục tiêu cùng một lúc trong khoảng thời gian 1,5 giây kể từ điểm nổ đầu tiên. Một tiểu đoàn 24 khẩu PZH-2000 có thể bắn tới 120 viên đạn trong 60 giây, gấp 3 lần so với các thế hệ pháo đời cũ. Khi bắn theo đội hình nhóm, thì BZH-2000 không khác gì một khẩu pháo liên thanh bắn đạn 155 ly.
của BZH2000 là động cơ diesel tăng áp MTO881KA500, công suất lên tới 1.000 mã lực, cho tốc độ tối đa 67 km/h trên đường nhựa và 45 km/h trên đường giã chiến. Tầm hoạt động của BZH2000 đạt 420 km. Nó có khả năng leo dốc 30 độ và vượt chướng ngại vật cao 1 mét. Con quái vật thép này, sau khi nã hỏa lực kinh khủng của nó vào địch, thì nó có thể nhanh chóng di chuyển tới vị trí tác chiến mới để tránh bị phản pháo. Vỏ giáp pháo được làm từ thép hàn nên có thể chống được sức công phá từ đạn 14 ly rưỡi cho tới các mảnh bom văng. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống bảo vệ tổ lái trước các tác nhân sinh hóa. Tốc độ bắn cực nhanh đã giúp cho khả năng chiến đấu của loại pháo này vượt trội hơn rất nhiều so với các loại pháo tự hành bắn xích khác trên thế giới. Ngoài ra, xe cũng được trang bị vũ khí phụ là một súng máy MG3 7,62 ly có tốc độ bắn lên tới 1.000 phát trên phút với tầm bắn 600 m dùng để chống lại bộ binh đối phương. Có thể nói với các tính năng đỉnh như tốc độ bắn cực nhanh, tầm bắn xa, khả năng cơ động tuyệt đối cùng với chế độ hoạt động tự động hóa cao, BZH-2000 được xem là một trong các hệ thống pháo tự hành bắn xích tối tân và uy lực nhất hiện nay. Hiện tại, phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan tới khả năng Đức cung cấp pháo tự hành tối tân BZH-2000 cho Ukraine, nhưng Moscow luôn cảnh báo đây là hành động thù địch và sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Về cuộc chiến ở Ukraine, trong một động thái mới nhất thì Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định Washington sẽ sát cánh cùng Kiev sau chuyến thăm bí mật tới thủ đô Ukraine vào ngày 30 tháng 4 của bà. Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Kiev kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2. Phái đoàn của chúng tôi tới Kiev để gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn và vang dội tới toàn thế giới. Mỹ luôn sát cánh cùng Ukraine, bà Pelosi nói. Những tín hiệu thay đổi chiến lược ứng phó Nga ở Ukraine đã được Mỹ thể hiện trong vài tuần qua, khi phương Tây gạt bỏ lo ngại về nguy cơ đụng độ với Nga để họ chuyển giao các loại vũ khí hạng nặng tới Ukraine. Điều đó cũng phản ánh niềm tin của Mỹ và các đồng minh rằng Nga sẽ không thể đạt được mục tiêu trong cuộc xâm lược ở Ukraine, một quan chức Anh cho biết. Họ đã bị thiệt hại đáng kể về mặt quân sự, Bộ trưởng Austin nói trong chuyến thăm Ukraine. Chúng tôi muốn nhìn thấy họ không thể bù đắp nhanh chóng những tổn thất đó. Chính quyền Biden hiện lạc quan rằng đây là một mục tiêu có thể đạt được. CNN dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay, theo họ, nỗ lực tiếp tục hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể làm suy giảm năng lực quân sự lâu dài của Nga và mang lại lợi ích chiến lược cho Mỹ. Mỹ đã bắt đầu gửi tới Ukraine các khí tài lớn hơn, hiện đại hơn mà họ từng hạn chế cung cấp trong quá khứ. Trong đó có 90 lựu pháo 155 ly M777 và máy bay không người lái vũ trang Phoenix Ghost, tức là bóng ma Phượng Hoàng. Dù Washington trước đây lo ngại việc gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine có thể bị Nga coi là hành vi khiêu khích, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố hỗ trợ Ukraine số xe tăng, tên lửa và đạn dược mới trị giá hàng tỷ đô la trong tháng vừa qua. Dấu hiệu này cho thấy những lo ngại ban đầu về nguy cơ leo thang xung đột giữa Mỹ và Nga đã giảm đi nhiều. Moscow đã phản ứng gay gắt với các động thái mới của Washington. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm 25 tháng 4 cảnh báo những gói viện trợ vũ khí của Mỹ cho Ukraine là không thể chấp nhận được và sẽ làm tình hình thêm trầm trọng, gia tăng nguy cơ xung đột. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng chỉ trích NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine và tham gia chiến tranh chống Nga thông qua lực lượng ủy nhiệm. Đồng thời, cảnh báo hiểm họa bùng phát Thế chiến thứ ba và chiến tranh hạt nhân là thực tế và rất nghiêm trọng. Trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược ở Ukraine đã có những thay đổi quan trọng tuần qua khi Mỹ, Nga công khai thể hiện lập trường cứng rắn với nhau. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28 tháng 4 tuyên bố hai tháng cuộc chiến Ukraine đã đẩy thế giới tới một thời khắc quan trọng, khi các bên dấn sâu hơn vào cuộc chiến quyết liệt, hỗn loạn hơn. Cái giá phải trả, cũng như những mối đe dọa đối với nước Mỹ và thế giới tiếp tục tăng. Chúng ta không thể để điều này xảy ra, Tổng thống Joe Biden nói. Ngoại trưởng Anh Liz Truss trong khi đó tuyên bố địa chính trị đã trở lại. Chỉ trong vài ngày, một nhận thức mới đã xuất hiện ở Washington, châu Âu, Kiev và Moscow, làm thay đổi đáng kể cuộc chiến ở Ukraine. Mỹ đã tuyên bố một chiến lược rõ ràng và công khai, đó là làm suy yếu Nga tới mức nước này không thể tiến hành một chiến dịch tương tự ở Ukraine. Mỹ tăng cường sự rõ ràng cho chiến lược mới bằng cách tập hợp các bộ trưởng quốc phòng của những nước đồng minh quan trọng
trong một hội nghị viện trợ vũ khí tại Đức và cam kết nhóm họp hàng tháng để đánh giá nhu cầu vũ khí của chính phủ Ukraine. Những động thái này đã thúc đẩy cảm giác ngày càng gia tăng rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ khó có thể kết thúc sớm. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói cuộc chiến có thể kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn xong về pháo tự hành PZ-2000 mà Đức viện trợ cho Ukraine để chống lại quân Nga xâm lược. Các bạn có ý kiến gì về hệ thống pháo tự hành này? Hãy comment dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!